Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại lễ lòng Chúa thương xót tại trung tâm mục vụ. Tin vào Chúa Kitô phục sinh, hiệp thông một lòng một ý là lời loan báo tin mừng hiệu quả nhất và tốt đẹp nhất. Đó là phần đúc kết của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn trong bài giảng lễ mừng đại lễ lòng Chúa thương xót 2018 vào chiều Chúa nhật mùng 8 tháng 4 năm 2018 trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ 14 giờ 15 đã có hàng ngàn người tiến về tham dự đại lễ tại Trung tâm Mục vụ. Trong số này có rất đông các nữ tu thuộc các hội dòng cùng các cộng đoàn lòng chúa thương xót đến từ 14 giáo hạt của Sài Gòn và từ các giáo phận Xuân Lộc, Đà Lạt, bà rịa phan thiết vĩnh long mỹ tho từ đầu giờ đã có các cha ngồi nơi các tòa hòa giải trước núi đức mẹ và vòng theo hành lang của nhà truyền thống để đón chờ các hối nhân sau khi khai mạc với các tiết mục diễn nguyện đức cha anh phong nguyễn hữu long giám mục phụ tá giáo phận hưng hóa đã có bài nói chuyện với cộng đoàn tham dự khởi đầu phần huấn từ Đức cha An Phong mời mọi người hãy đến với lòng Chúa thương xót bằng lòng yêu mến Chúa, đừng chỉ đến vì muốn xin ơn này ơn nọ, xin không được rồi trách móc. Yêu mến Chúa để đạt đến sự tha thứ, để có lòng thương xót như người, sùng mộ lòng Chúa thương xót hãy yêu thương anh chị em mình, hãy yêu người như Chúa yêu. Kế đó, cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng Tổng Linh Hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã chia sẻ đề tài Sự Tính Thác. Sự Tính Thác chỉ có khi ta tin vững vàng ở bên cạnh Chúa, cho dù bão dông, cho dù cái chết đến cũng không nao núng. Ta nép vào lòng Chúa như trẻ nhỏ nép vào lòng mẹ cha, phó thác mọi sự nơi Chúa, nhờ tình yêu mà chúng ta lớn lên trong niềm tính thác vào Thiên Chúa. Thánh lễ đã kết thúc lúc 18 giờ 50 trong sự tin yêu và phó thác của các tín hữu nơi lòng thương xót của Chúa.